Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia xây nhà ở xã hội tại khu công nghiệp. Hiện luật nhà ở 2014 chưa cho phép Tổng Liên đoàn Lao động đầu tư nhà ở xã hội nói chung và nhà ở phục vụ cho công nhân khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là tổ chức có nguồn lực tài chính, có kinh nghiệm trong việc xây dựng các khu nhà ở xã hội. Về chính sách đất đai, Bộ Xây dựng cũng đưa nhiều đề xuất nhằm giảm bớt thủ tục hành chính như giao đất làm nhà xã hội mà không thu tiền sử dụng. Một điểm đáng chú ý khác là Bộ Xây dựng đề xuất chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị không bắt buộc phải dành diện tích đất ở làm nhà xã hội.